rồi. Rồi bây giờ nhưng mà bắt đầu từ 9-10 giờ, 11 giờ là con bắt đầu đói bụng rồi. Rồi bây giờ Ben bơi qua bơi lại 5 vòng cho tôi ôm nha, rồi tôi xuống kiểm tra qua Ben nha. Bên đây qua kia. Bơi thẳng chứ. 5 vòng là Ben bơi được 5 vòng hả? Hơn 100 mét rồi đó. Hơn 100 mét. Đúng rồi. Bơi bữa nay bơi liên tục nha. Đúng rồi. Ben thành người khá rồi. Các bạn thấy đại đệ tử của Tiên luyện tập chăm chỉ nghe lời quá đúng không? Làm đệ tử của Tiên cá là phải vậy đó. Ai không nghe lời là sẽ bye bye. Vì Tiên đã cố gắng dành rất nhiều thời gian cho các bạn. Thậm chí Tiên còn tranh thủ thời gian ăn của mình để giúp các bạn. Mà các bạn ngỗ nghịch thì Tiên sẽ chia tay luôn nha. Hiện tại Tiên dạy bơi người cá quá rẻ, còn hơn học bơi bình thường. Đó là vì muốn giúp cho các bạn có sức khỏe và trí tuệ đấy. Nên Tiên đã dành rất nhiều tâm huyết cho các học trò cưng của mình. Để các bạn, người cá giúp Tiên làm việc gì nào? Đố mọi người biết. Chính là kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Đơn giản chỉ vậy thôi. Và đổi lại Tiên sẽ tặng cho các bạn người cá sự bất tử. Như hôm nay, bạn người cá Benjamin đang bơi theo lời của Tiun nói. Không chỉ là rèn luyện mà Tiun đang giúp bạn ấy loại bỏ độc tố trong thân thể. Tiun khuyên bạn ấy ăn chay nhưng không cấm ăn mặn. Vì đồ ăn mặn bây giờ chứa quá nhiều độc tố nguy hiểm. Với cái cơ thể nhỏ bé của bạn ấy mà tiếp thu một lượng độc tố lớn vào cơ thể chỉ làm hủy hoại nội tạng thêm mà thôi. Nếu các bạn người thường hàng ngày cứ ăn độc tố vào trong mình mà không biết cách giải độc thì tương lai chắc chắn cũng sẽ chết sớm. Người các bạn sẽ phì ra, các bạn tưởng là mặt béo tốt khỏe lắm hả? Mặt các bạn sẽ rỗ ra, răng các bạn sẽ hô ra, da các bạn sẽ tróc ra, nói chung là các bạn sẽ sình ra. Đó chính là dấu hiệu của bệnh tật, của nghiệp chướng từ việc ham thích ăn thịt động vật thô lỗ của các bạn đó. Là những ai thành đệ tử của Tiun, Tiên cá biết tất cả, sẽ có cơ hội sống hơn 5.000 năm tuổi là điều chắc chắn. Nếu chịu làm theo những điều Tiun hướng dẫn, con người ngày nay chưa thể sống thọ được bởi vì chịu tác động xấu bởi môi trường ô nhiễm. Cơ thể người phải luôn chống chọi với bệnh tật, với những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường, làm cho tiêu hao năng lượng sống. Và sự tham đắm trong tình ái, hoang lạc, làm cho con người càng bị chết sớm hơn. Bây giờ trên mạng có rất nhiều trang web đồi trụy ca ngợi sự giao phối của con người. Còn tôi nhìn những việc đó, tôi giống như là coi mấy con chó, con heo nó làm vậy đó. Có gì hay ho đâu mà phải quảng cáo mà. Nên làm người cá, các bạn được Tiun rèn luyện đúng cách. Từ nhỏ ăn uống những thức ăn thuần khiết sẽ giúp cho các bạn tránh được những nguyên nhân về tổn hại cơ thể. Làm người cá không nên có khái niệm về hôn nhân, mà chỉ là nghĩa vụ duy trì nòi giống. Quá trình sinh sản chỉ nên xảy ra 3 năm một lần. Và trong cuộc đời của một người cá chỉ nên tạo ra một người cá con là tốt nhất. Vì mỗi lần phục vụ cho quá trình sinh sản, hai con người hòa hợp với nhau. Họ làm đủ thứ mọi chuyện với nhau, dằn vặt cơ thể để ép những tinh hoa từ trong tủy sống của mình ra. Đó là chất bổ. Mỗi cái lượng chất bổ trong cơ thể bị tiết ra như vậy, nó đồng nghĩa với 10 năm tuổi thọ của chúng ta. Vậy mà có nhiều người lại lãng phí nó, mà còn trả tiền để có được những thứ hoang lạc trong phút chốc. Mối quan hệ gắn bó giữa hai con người giống như là hai môi trường khác nhau, hòa hợp vào nhau chắc chắn sẽ không thể được, chỉ càng làm cho hao tổn nguyên khí và lục phủ ngũ tạng, bị chết dần. Thật sự quá trình sinh sản và nuôi nấng con cái là một sự dày vò bản thân hết sức khủng khiếp, mà làm người thường họ không nhận ra được điều đó. Còn làm người cá, các bạn phải thức tỉnh. Con người thời xưa sống rất thọ nên có nhiều người thành tiên, thành Phật, thành thánh nhân. Giáo lý của họ để lại hậu thế nhiều vô số kể. Các bạn có ngạc nhiên tại sao họ làm được điều đó không? Mặc dù không hề có công nghệ truyền thông như YouTube, Facebook, mà đạo pháp của các ngày ấy có thể lưu truyền thiên cổ từ quốc gia này sang quốc gia khác. Sự thật là người xưa bất tử rất nhiều,
nên thời gian ghi chép kinh sách văn tống thư của họ là bao la, như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, giáo lý và pháp môn tu tập của Ngài ấy, các bạn đầu thai 100 kiếp cũng không thể nào học hết được. Vì khi thành Phật, Ngài ấy đã sống rất lâu, đến nỗi đi đến đâu ai cũng biết. Điều đáng kinh ngạc nhất là không ai biết được tuổi tác chính xác của các vị ấy, bởi vì không ai sống lâu đến nỗi để đo được tuổi của các vị Phật, các vị tiên, các vị thánh thần. Đức Chúa Trời Giê-xu cũng vậy. Khi Ngài mượn tình yêu của Đức Mẹ Maria và Đức Cha Giuse để có được nhục thân ở thế giới này, hy sinh thân mạng để cho con người thấy làm người thường ai cũng phải chịu khổ rồi chết đi, chịu khổ vì thế giới mà. Sau đó Ngài ấy đã sống lại và ra đi trong một đêm bão bùng, rồi tiếp tục cuộc hành trình đi thẳng về phương Đông để giáo hóa chúng sanh về nước thiên đàng và về tình yêu rộng khắp thế gian cho đến ngày hôm nay. Sự bất tử là hoàn toàn có thật. Chỉ vì những việc làm ngu ngốc, hại môi trường mà các bạn đang làm hại đến sức khỏe của mình. Chỉ cần bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật thì chắc chắn bạn sẽ bất tử nếu trở thành người cá. Làm người cá là cách tốt nhất để ngăn chặn lại quá trình lão hóa. Bơi lội người cá không chỉ là pháp môn giải thoát vô thượng của thế giới hôm nay, mà còn là chìa khóa của sự bất tử. Hiện tại có rất nhiều môn thể thao lành mạnh để giúp các bạn kéo dài thanh xuân, như tập gym, yoga chẳng hạn. Nhưng tác dụng phụ của nó cũng khá lớn. Tập gym nhiều thì mệt nhiều, ăn nhiều. Thường người ta sẽ nghĩ đến ăn thịt động vật, vì ép cơ thể mệt nhọc đến cùng cực cũng sẽ làm cho cơ thể bị tổn thương. Như các loài vật chuyên ăn thịt động vật, chúng phải dùng rất nhiều sức lực. Tập gym ai cũng muốn làm cho bộ phận nào đó trên thân thể của mình to nở ra, họ nghĩ là đẹp, nên họ luôn muốn ăn thịt loài vật để cho bổ. Còn luyện yoga là một cái phương pháp khổ hạnh làm đau cơ thể để đào thải độc tố, cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng vẫn không bằng bơi lặn người cá, mà chỉ có thể hỗ trợ thêm để giúp các bạn đỉnh hơn nữa. Tôi nhớ Đức Phật Thích Ca cũng đã từng tập yoga, cũng đã từng tập thiền định trong nước. Ngài ấy đã tập rất nhiều pháp môn, nhưng tất cả những pháp môn ấy đều hỗ trợ để Ngài ấy có được sự thiền định để giải thoát. Nên những gì các bạn học nó đều có lợi có ích, nhưng mà cái nào tốt nhất cho bạn trong bối cảnh thế giới ngày nay, đó vẫn là bơi lặn người cá kết hợp sự thiền định. Nói tóm lại, thời gian cũng không còn đủ để tôi có thể giải thích cặn kẽ chi tiết từng thắc mắc cho các bạn hiểu rõ. Chỉ khi trở thành tiên cá thật sự, sức khỏe trí tuệ và sự thiền định sẽ mở ra mọi gút mắt cho các bạn biết về thế giới này. Còn ai muốn bất tử thì làm người cá, rồi phụ tiêu kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật có được không nè, để tạo ra điều kiện thuận lợi cho cơ thể luôn dồi dào nguồn năng lượng sạch, bạn sẽ chống lại được sự lão hóa. Bất tử quá dễ dàng với một cái hình tướng người như thế này, con người, loài vật có trí tuệ và thông thái nhất trên cái thế giới này. Sức khỏe con người cũng nhiều hơn tất cả các loài vật khác. Tại sao các bạn không mở ra những giới hạn cho cơ thể của mình đi, mà cứ làm hại nó hoài vậy? Con người đang lãng phí tiền của để tạo ra những thứ vật chất vô nghĩa như nhà cửa xe cộ. Cứ nhìn thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, các bạn cũng thấy cao ốc đang mọc lên như nấm, mà cây xanh thì không thấy đâu. Nghĩa là môi trường đang xuống cấp trầm trọng, cơ thể các bạn đang mất rất nhiều năng lượng sống để chống chọi lại sự thiếu không khí sạch. Chúng ta đang tranh giành nhau từng ngụm oxy, bệnh tật đang lây lan. Vậy mà họ cũng chưa chịu thức tỉnh, họ rất là mê muội. Không chỉ vậy, họ còn vứt rác xuống nước, thải độc xuống sông, suối, ao, hồ và đại dương, vứt rác bừa bãi trong thành phố. Các bạn thấy làm người thường ngu ngốc không? Nhưng làm người cá chúng ta vẫn phải chịu đựng họ, yêu thương họ để giúp họ thức tỉnh. Kêu gọi họ đừng hủy hoại môi trường nữa nhé các đệ tử người cá của Tiêu-un. Việc Tiêu-un thức tỉnh thành tiên cá quá sớm làm khả năng hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên quá mạnh, nên dễ bị tác động mạnh đối với môi trường nhiều hơn các bạn gấp chục lần. Mỗi ngày tôi phải nghe hàng vạn tiếng than khóc của các loài vật, tôi phải hít từng cái ngụm oxy dơ bẩn, và tôi có thể thấy được trong đó là bệnh tật của một người nào đó, của một con vật nào đó, của một nguyên nhân ô nhiễm môi trường nào đó từ trong không khí
ai đã thải ra những cái khí độc kinh khủng vào trong từng ngụm oxy của Tiun. Các bạn biết không, Tiun đang cố gắng ăn thịt động vật để làm giảm bớt khả năng của tiên cá, để Tiun bớt bị tác động xấu từ môi trường mạnh hơn người thường. Tiun rất là mệt mỏi, chắc là Tiun phải ăn một món gì đó để Tiun trở lại thành người cá, chứ Tiun chịu hết nổi rồi. Cá viên chiên đang là lựa chọn hàng đầu của Tiun. Độc tố của cá viên chiên sẽ làm Tiun hạn chế được các thần thông của mình, như chất nhũ màu, chất làm giòn, chất làm thơm, chất bảo quản, chất ổn định, chất điều vị, vân vân. Những cái chất này đều có trong cá viên chiên. Nếu mà liều lượng mạnh á thì người thường sẽ chết, nhưng mà với liều lượng nhỏ thôi là tiên cá sẽ bị mất khả năng của mình liền. Nên Tiun nghĩ cá viên chiên đang là loại độc tốt nhất cho Tiun tạm mất đi khả năng của tiên cá một thời gian. Chắc chắn Tiun cũng sẽ bất tử nếu được sống ở điều kiện tốt hơn. Nhưng Tiun vẫn đang ở đây vì các bạn. Một là chết cùng với nhau vì môi trường ô nhiễm, hai là cùng nhau bất tử. Chứ Tiun không ham thích cuộc sống vĩnh hằng cho riêng mình. Hiện tại có nhiều người rất ác vơ vét tài nguyên khoáng sản của quốc gia rồi bỏ sang nước ngoài sống hưởng thụ cho riêng mình. Những con người tầm thường đó chắc chắn cũng không sống được lâu hơn. Đã vậy sẽ bị đọa địa ngục đấy. Việc Tiun giúp các bạn trở thành người cá cũng là đang giúp đất nước Việt Nam đi lên, tiến bộ, trở thành cường quốc với tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài. Chứ không phải là tội đồ thiên cổ phá hoại non sông bằng những việc tiêu cực cho nước ngoài đầu tư vô ồ ạt để hủy hoại môi trường đất, nước và không khí. Tiun quyết tâm giúp cho các bạn thành người cá thật sự, phải làm việc này vì thế giới. Thân mạng Tiun có được cũng rất quý, đâu phải dễ dàng sinh ra và thức tỉnh. Nhưng cũng chả muốn sống lâu ở cái thế giới này làm gì, khi hằng ngày chứng kiến những cảnh đau thương đang diễn ra. Nên hãy làm người cá nhanh lên cùng với Tiun. Sức khỏe, trí tuệ và bí quyết của sự bất tử Tiun sẽ trao hết cho tất cả các bạn. Hãy biến trái đất thành cõi trời tiếp theo giùm Tiun đi. Đừng có hủy hoại nó, để cho ngày tận thế trái đất xảy đến nữa. Trái đất này đã tận thế rất nhiều lần rồi. Bây giờ thở nước thở ra mũi chậm thôi. Ben thở nước ra mũi nhanh quá, thấy oxy ra thoát ra mất nhiều oxy quá, không có tốt. Thở ra chậm thôi, chìm xuống. Thi Đà bơi qua với Tiun nè. Bơi theo Tiun. Coi ai bắt được Tiun trước nha. 1, 2, 3. Wow, Thi Đà bơi đẹp quá các bạn ơi.